tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Xin kính chào và hoan nghênh quý vị và các bạn đang đến với bản tin Canada và thế giới trên kênh Culture Channel và trên các nền tảng của tạp chí Culture Magazine. Hoàng Anh xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta đang trong cuối tuần kéo dài lễ Labor Day, tức là lễ lao động, cũng là cuối tuần kéo dài cuối cùng của mùa hè trước khi các em quay trở lại lớp học vào đầu tuần tới này. Xin kính chúc quý vị và gia đình một ngày lễ tuyệt vời, cũng như cuối tuần vui khỏe, nhiều năng lượng để bắt đầu cho một mùa thu cũng như là mùa tựu trường mới. Vào cuối tuần lễ này sẽ có màn trình diễn Air Show ở Toronto sẽ bay qua thành phố vào cuối tuần này. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết cho hoạt động này trong bản tin hôm nay. Và trong bản tin tối nay, mời quý vị theo dõi một số tin tức đáng chú ý sau đây. Bộ Di trú Canada công bố các biện pháp mới để hiện đại hóa hệ thống nhập cư của Canada. Canada có nên xóa các khoản vay của sinh viên như Hoa Kỳ đã tuyên bố. Hợp đồng mua bán nhà ở Quebec và chứng từ thế chấp bây giờ phải được làm bằng tiếng Pháp. Người đàn ông Vancouver trao thưởng 5.000 đô la để tìm cho ông ta một bác sĩ gia đình mới. Canada thu hồi nấm Inoki vì có thể nhiễm khuẩn Listeria. Cháy rừng ở tỉnh BC, du khách được yêu cầu di tản ngay lập tức khỏi công viên quốc gia Manning của tỉnh BC. Mỹ đồng ý bán gói vũ khí 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Trung Quốc cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả. Argentina điều tra các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân đã khiến 3 người tử vong. Một phương pháp đơn giản giúp làm giảm lượng đường trong máu chỉ với 2 phút đi bộ mỗi ngày sau khi ăn. Cùng một số tin tức đáng chú ý khác sẽ có trong phần tin chi tiết ngay sau đây. Mời quý vị theo dõi cùng với Hoàng Anh. Bộ trưởng Di trú ông Sean Fraser mới đây đã giới thiệu các dịch vụ trực tuyến mới trên toàn bộ hệ thống nhập cư của Canada nhằm cải thiện trải nghiệm của khách hàng và giảm bớt các công việc tồn động. Đại dịch đã làm nổi bật sự cần thiết của một hệ thống nhập cư được hiện đại hóa. Dưới đây là những phát triển mới dành cho những người mới đến và những công dân trong tương lai. Một số ứng viên ở Canada được miễn kiểm tra y tế. Trong một nỗ lực để giảm thời gian chờ đợi, ông Fraser sẽ miễn cho những người nộp đơn thường trú và tạm trú đã ở Canada khỏi yêu cầu kiểm tra y tế nhập cư. Biện pháp này chỉ áp dụng cho những người đáp ứng các tiêu chí nhất định. Nhưng vẫn chưa rõ các tiêu chí cũng như là khi nào biện pháp này sẽ có hiệu lực. Bộ Di trú IRCC dự đoán thay đổi này sẽ tác động đến khoảng 180.000 người mới. Canada trước đây đã miễn yêu cầu kiểm tra y tế từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 3 năm 2022. Thông cáo cho biết biện pháp này nhằm mục đích giảm thêm thời gian chờ đợi và tận dụng việc thuê 1.250 nhân viên mới để giúp tăng năng lực xử lý. Đơn xin nhập cư sẽ được kỹ thuật số hóa 100% vào ngày 23 tháng 9. Cơ quan IRCC sẽ bắt đầu chuyển đổi sang các đơn kỹ thuật số 100% cho hầu hết các chương trình định cư vào ngày 23 tháng 9. Các định dạng thay thế sẽ có sẵn cho những người có nhu cầu đặc biệt. Người dân có thể theo dõi trạng thái hồ sơ của họ của nhiều chương trình. Vào mùa xuân năm 2023, thêm 7 chương trình cư trú vĩnh viễn và tạm trú khác sẽ có thể được theo dõi tình trạng đăng ký, giống như là chương trình được đưa ra vào tháng 2 dành cho những người nộp đơn bảo lãnh con cái là vợ, chồng và người phụ thuộc. Quy trình theo dõi trạng thái đơn đăng ký quốc tịch ra mắt vào tháng 5 năm 2021 sẽ được mở rộng ra để bao gồm quyền truy cập của các đại diện trong tháng này. Ngoài ra thì cơ quan IRCC đang cải thiện công cụ dự đoán thời gian xử lý trực tuyến để cung cấp thông tin chính xác hơn. Bắt đầu từ mùa thu, IRCC sẽ công bố các ước tính trong tương lai về thời gian xử lý đơn đăng ký. Hiện đại hóa quy trình quốc tịch Canada. Vào tháng 8 năm 2021, IRCC đã ra mắt một công cụ cho phép một số đơn xin quốc tịch được nộp trực tuyến. Công cụ này được mở để cho phép các nhóm người lớn từ 18 tuổi trở lên đăng ký cùng nhau. IRCC dự định mở rộng công cụ này để cung cấp các đơn đăng ký trực tuyến cho trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi vào cuối năm nay. Một vấn đề ở Canada đang được xem xét cũng như là tranh cãi đó là Canada có nên xóa các khoản vay của sinh viên giống như Hoa Kỳ đã tuyên bố hay không? Tuần trước, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã tuyên bố chính quyền của ông sẽ xóa khoản vay sinh viên lên tới 20.000 đô la cho những người vay có thu nhập thấp và trung bình, giảm bớt gánh nặng nợ nần cho hơn 40 triệu người Mỹ.
một số nhóm sinh viên cũng như là đảng NDP liên bang đã kêu gọi chính phủ liên bang làm điều tương tự ở Canada, nhưng các chuyên gia vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trong câu hỏi liệu hủy bỏ khoản nợ sinh viên có phải là cách tốt nhất để giúp những người trẻ Canada hay không. Các con số từ năm 2019 cho thấy gần 2 triệu sinh viên Canada nợ chính phủ liên bang tổng cộng 20,5 tỷ đô la. Với số nợ trung bình vượt quá 13.000 đô la tại thời điểm rời trường, mặc dù những con số này không bao gồm các khoản nợ khác, chẳng hạn như là các khoản cho vay sinh viên tư nhân. Theo Erica Shaker thuộc Trung tâm Thay thế Chính sách Canada cho biết, việc xóa nợ sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống đối với những sinh viên đủ tiêu chuẩn. Cô Shaker chỉ ra những phát hiện từ một nghiên cứu năm 2018 ở tỉnh Ontario cho thấy một trong 6 vụ phá sản ở tỉnh liên quan đến các khoản vay của sinh viên. 22.000 cựu sinh viên tuyên bố phá sản trong năm 2018, ít nhất là một phần vì nợ sinh viên. Một báo cáo năm 2019 từ Cơ quan Ngân sách Quốc hội cho thấy, để loại bỏ học phí và xóa nợ cho sinh viên tốt nghiệp có thu nhập dưới 70.000 đô la, cần phải chi 16 tỷ đô la trong năm đầu tiên, 13 tỷ đô la trong năm thứ hai và 10 tỷ đô la mỗi năm sau đó. Nhưng theo ông Aaron Woodrick của Viện McDonald Laurier nói rằng, ông không tin rằng việc xóa nợ cho sinh viên là cách sử dụng tốt nhất các nguồn lực. Lưu ý rằng, sinh viên tốt nghiệp đại học, đặc biệt là những người đi vào các lĩnh vực chuyên môn như là luật hoặc là y khoa, thường có thu nhập cao hơn những người không học đại học. Thay vì xóa cho khoản vay, ông Woodrick đề xuất các biện pháp khác, chẳng hạn như là giảm hoặc là bỏ qua chi phí lãi suất, cũng như thay đổi việc hoàn trả khoản vay phụ thuộc vào thu nhập. Hiện tại thì sinh viên tốt nghiệp có thể nộp đơn xin hoãn thanh toán khoản vay sinh viên của chính phủ nếu thu nhập của họ giảm xuống dưới mức 25.000 đô la. Mặc dù đảng tự do đã vận động năm ngoái về việc tăng ngưỡng này lên 50.000 đô la. Chính phủ đảng tự do cũng đã miễn phí lãi vay cho sinh viên cho đến tháng 3 năm 2023. Tại tỉnh Quebec, kể từ thứ Năm này, các hợp đồng mua bán nhà ở Quebec phải được soạn bằng tiếng Pháp như một phần của luật ngôn ngữ Bill 96. Điều khoản áp dụng cho tất cả người dân Quebec, ngay cả trong trường hợp người bán nói tiếng Anh đang làm việc với người mua nói tiếng Anh. Nếu hợp đồng không thể được viết bằng tiếng Pháp từ đầu thì phải thuê một người phiên dịch. Quy tắc này đồng nghĩa với việc tốn nhiều chi phí và thời gian hơn cho người dân dùng tiếng Anh. Chi phí của bản dịch có thể dao động từ 400 đô la đến 1.200 đô la và công chứng viên có thể tính thêm phí để xem xét bản dịch. Mua nhà là một quyết định rất quan trọng và người mua, người bán cần phải hiểu rõ từng điều trong hợp đồng của họ. Quy tắc mới này cũng áp dụng cho các hợp đồng thế chấp, bao gồm cả khi bạn đang tái cấp vốn, tức là refinance cho căn nhà của mình. Có những lo ngại rằng quy tắc mới này sẽ làm mất lòng rất nhiều khách hàng, vì chúng sẽ khiến người dùng tiếng Anh phải ký vào một thỏa thuận khiến họ không thoải mái vì họ không hiểu gì hết, hoặc do họ sẽ phải trả thêm phí. Hiệp hội Công chứng Quebec cho biết họ đang nỗ lực để tìm ra các giải pháp rẻ hơn cho những người yêu cầu tài liệu bằng tiếng Anh. Thưa quý vị, trong tình trạng thiếu bác sĩ gia đình trầm trọng, thì một người đàn ông ở Vancouver đã treo thưởng 5.000 đô la để tìm cho ông ta một bác sĩ gia đình mới. Một người đàn ông ở Vancouver đã quảng cáo phần thưởng 5.000 đô la cho bất kỳ ai có thể giúp kết nối ông ta với một bác sĩ gia đình. Ông Gary Shuster mắc phải một tình trạng đường tiêu hóa hiếm gặp, cần sự theo dõi nhất quán của một bác sĩ, nếu không ông có thể bị tổn thương thận và phải nằm viện trong nhiều tuần. Khi người bác sĩ gia đình ở trung tâm thành phố Vancouver của ông đóng cửa phòng khám và một chương trình dành cho những bệnh nhân có nguy cơ cao nói rằng có thể mất 6 tháng chỉ để biết được tin về một người thay thế, ông Shuster đã hoảng sợ và nói 6 tháng với tình trạng mà các cơ bắt đầu tự tiêu và có khả năng gây suy thận là quá dài, thậm chí 6 tuần là quá dài, ông nói. Ông nhớ lại rằng mình đã từng thấy một bài báo tìm bác sĩ gia đình ở Vancouver và ông đã quyết định làm điều tương tự, nhưng đã tiến xa hơn một bước, đó là quảng cáo trên tờ Vancouver Sun hôm thứ Hai đã trao thưởng 5.000 đô la cho bất kỳ ai kết nối ông ấy với một bác sĩ gia đình để điều trị cho ông ấy. Mặc dù các bác sĩ không thể nhận tiền khi tiếp nhận bệnh nhân mới, nhưng ông Shuster đã nghĩ rằng một động cơ tiền mặt có thể giúp ông ta tìm được một bác sĩ. Nhưng rất ngạc nhiên khi ông nhận ra có rất nhiều người liên hệ với ông, nhưng không ai muốn khoản tiền đó cả. Nhờ quảng cáo đó mà giờ đây ông Shuster đã tìm được một bác sĩ gia đình sẵn sàng tiếp nhận ông, và ông cũng đã không phải trả cái khoản 5.000 đô la tiền giới thiệu.
Ông Shuster là một công dân hai quốc tịch đã rời Hoa Kỳ, một phần ông ấy muốn trở lại Canada để có hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn cầu. Nhưng giờ đây đó là một hệ thống mà ông đang lo sợ bắt đầu sụp đổ. Thưa quý vị, Canada đang thu hồi nấm Enoki vì có thể nhiễm khuẩn Listeria. Cơ quan Thanh tra Thực phẩm Canada đã ban hành lệnh thu hồi đối với nấm Enoki do WK Produce phân phối. Do có khả năng nhiễm khuẩn Listeria, sản phẩm này đã được bán trong các gói 150g ở tỉnh British Columbia, Alberta và Ontario và cũng có thể đã được phân phối trên toàn quốc. Khách hàng đang được yêu cầu vứt bỏ nấm hoặc trả lại cho cửa hàng nơi họ đã mua. Không có báo cáo về bất kỳ bệnh nào liên quan đến sản phẩm này cho đến nay. Thực phẩm bị nhiễm khuẩn Listeria có thể không nhìn hoặc là có mùi hư hỏng nhưng vẫn có thể gây bệnh. Các triệu chứng bao gồm nôn mửa, buồn nôn, sốt dai dẳng, đau cơ, đau đầu dữ dội và cứng cổ. Một số du khách trong cuối tuần kéo dài được yêu cầu di tản khỏi công viên Manning của tỉnh BC do cháy rừng. Một số du khách trong cuối tuần kéo dài đến một công viên nổi tiếng của tỉnh BC đang được yêu cầu rời đi ngay lập tức do cháy rừng ngoài tầm kiểm soát, trong khi những người khác đang được khuyên chuẩn bị khả năng cần di dời. Vụ cháy rừng ở công viên tỉnh EC Manning ước tính khoảng 400 hecta tính đến sáng thứ Bảy. Vụ cháy rừng ở hồ Heather Lake đã bùng phát trong rừng quốc gia Okanagan, Wenatchee của bang Washington được cho là do sét gây ra. Thông tin cập nhật trực tuyến từ BC Parks cho biết một số đường mòn và cơ sở ở phía nam xa lộ 3 đã bị đóng cửa và người sử dụng được lệnh di tản. Ở những nơi khác, khói dày đặc đang bao trùm khắp khu vực. Công viên rộng 83.671 ha có hơn 300 km đường mòn đi bộ đường dài và gần 400 khu cắm trại. Nó đón gần 1 triệu du khách mỗi năm. Nếu quý vị chưa có kế hoạch gì cho cuối tuần kéo dài này thì hãy tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần của bạn bằng cách xem buổi trình diễn hàng không ngày lao động của Toronto. Triển lãm hàng không quốc tế Canada sẽ diễn ra tại Toronto vào cuối tuần của Ngày Quốc tế Lao động từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 5 tháng 9, từ 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Vì vậy, nói cách khác, nếu bạn đang ở trong nhà và đã bỏ lỡ nó vào thứ Bảy, đừng lo lắng, bạn có 2 ngày nữa để xem chương trình này. Với $80, bạn có thể mua một vé xem chương trình Air Show từ khu Air Show độc quyền để ngắm nhìn đầy đủ diễn biến từ mỗi đường lượn và bay qua sân khấu trung tâm, trong khi thưởng thức hệ thống âm thanh của phát thanh viên và các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp nằm ngay trong khuôn viên. Giá vé bao gồm vé vào cửa triển lãm quốc gia Canada hoặc là CNE, cũng như quyền truy cập với đồ ăn, các gian hàng và cơ hội gặp gỡ những người biểu diễn. Ngày 5 tháng 9 thì cũng là ngày cuối tuần cuối cùng mà CNE sẽ mở cửa. Tuy nhiên, nếu bạn không muốn tham dự CNE hoặc là đến gần với triển lãm hàng không, Air Show, đừng lo lắng vì bạn có thể ít nhiều nhìn thấy nó từ ban công căn hộ của mình nếu bạn có góc nhìn chính xác. Bạn cũng có thể chọn một vị trí dọc theo Lake Shore, đó có thể là địa điểm tốt nhất và gần nhất của bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện, là tờ tạp chí văn hóa đời sống song ngữ Anh Việt duy nhất tại Canada. Chúng tôi kính mời quý vị nếu chưa đăng ký kênh, hãy nhấn subscribe để đăng ký kênh và bật nút chuông thông báo để đón theo dõi những video mới tiếp theo. Và để ủng hộ cho chương trình, rất mong quý vị nhấn nút like, chia sẻ phản hồi và chia sẻ share video. Rất cảm ơn quý vị và các bạn. Tiếp theo trong phần tin thế giới, một phi công đã bị giam giữ sau khi dọa đâm máy bay vào cửa hàng Walmart. Mỹ đồng ý bán gói vũ khí 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan. Trung Quốc cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả. Argentina điều tra các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân đã khiến 3 người tử vong. Mỹ cho biết hàng chục trẻ em di cư mất tích bí ẩn ở Houston. Tay vợt Rafael Nadal gặp tai nạn hy hữu khiến anh ta đổ máu tại vòng 2 giải Mỹ mở rộng. Và một phương pháp đơn giản giúp chúng ta làm giảm lượng đường trong máu chỉ với 2 phút đi bộ mỗi ngày sau khi ăn. Thưa quý vị, một chiếc máy bay nhỏ đã bị rơi và một phi công đang bị cảnh sát giam giữ sau khi đe dọa cố tình đâm máy bay vào một cửa hàng Walmart ở Tupelo, Mississippi. Văn phòng cảnh sát trưởng hạt Benton xác nhận vào thứ Bảy hôm nay. Cục Hàng không Liên bang xác nhận rằng máy bay đã hạ cánh xuống một cánh đồng ở Ripley, Mississippi,
Cơ quan này cho biết phi công là người duy nhất trên máy bay. Sở Cảnh sát Tupelo xác định phi công là Corey Wayne Patterson, là một nhân viên tại Tupelo Aviation. Ông Patterson bị cáo buộc đã đánh cắp một chiếc máy bay động cơ đôi Beechcraft King Air C-90 từ sân bay khu vực Tupelo chỉ sau 5 giờ sáng. Patterson đã tiếp cận máy bay với tư cách là nhân viên của Tupelo Aviation hoạt động bên ngoài sân bay. Khi máy bay đáp xuống, ông Patterson đã bị bắt. Ông Patterson đang bị buộc tội ăn cắp và đưa ra các mối đe dọa khủng bố và các cáo buộc liên bang cũng có khả năng xảy ra. Cảnh sát trước đó đã được thông báo rằng một chiếc máy bay đã bay qua Tupelo vào khoảng 5 giờ sáng theo giờ địa phương. Phi công của chiếc máy bay đã liên lạc với Emergency 911 và đe dọa sẽ cố tình đâm máy bay xuống. Các nhà đàm phán đã có thể thuyết phục ông ta không thực hiện hành vi này và đáp máy bay xuống sân bay Tupelo, theo cảnh sát cho biết. Ông Patterson cuối cùng đã hủy bỏ cuộc hạ cánh đó và bay về phía bắc, cách xa Tupelo. Vào lúc 9 giờ 30 sáng, khi máy bay gần hết nhiên liệu, Patterson đã đăng một thông điệp trên Facebook với nội dung về bản chất là một lời tạm biệt, theo lời của cảnh sát trưởng. Cảnh sát đã làm việc với Walmart và Dodge gần đó để di tản các cửa hàng và giải tán càng nhiều người có thể. Cảnh sát cho biết trong một tuyên bố, công dân được yêu cầu tránh khu vực đó cho đến khi thông báo an toàn. Với khả năng di chuyển của loại máy bay như vậy, khu vực nguy hiểm lớn hơn nhiều so với khu vực Tupelo. Flightradar24 cho thấy, phi công này đã bay theo vòng tròn ngẫu nhiên ở xa về phía tây bắc của Tupelo, trong khi bay rất thấp và thay đổi độ cao từ 500 đến 1.500 so với mực nước biển. Cơ quan thực thi pháp luật bang Mississippi đã theo dõi chặt chẽ tình hình. Thống đốc Ted Reeves xác nhận trên Twitter và Cục Hàng không Liên bang cũng xác nhận họ đang theo dõi tình hình. Hiện chưa rõ tình trạng của phi công. Mỹ đã đồng ý bán gói vũ khí 1,1 tỷ đô la Mỹ cho Đài Loan và Trung Quốc cảnh báo sẽ có các biện pháp đáp trả. Vào thứ Bảy, Trung Quốc đã cảnh báo đối với Mỹ rằng họ sẽ thực hiện các biện pháp đáp trả sau khi chính quyền Tổng thống Biden đã thông qua gói vũ khí trị giá hơn 1,1 tỷ đô la bán cho Đài Loan. Người phát ngôn Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ là Liu Bangwu, Lưu Bằng Vũ cho biết Trung Quốc kiên quyết phản đối việc mua bán này bởi nó gây ra nguy hiểm nghiêm trọng cho quan hệ Trung-Mỹ cũng như hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan. Ông Lưu cũng đã kêu gọi Washington thu hồi ngay lập tức thỏa thuận này. Bình luận của ông Lưu trên Twitter được đưa ra sau khi chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Sáu đã chính thức thông báo với Quốc hội về gói vũ khí được đề xuất, bao gồm tối đa 60 tên lửa chống hạm và lên đến 100 tên lửa không đối đất. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thỏa thuận mua bán này phù hợp với chính sách lâu dài của Mỹ là cung cấp vũ khí phòng thủ cho hòn đảo và mô tả việc cung cấp nhanh chóng những vũ khí như vậy là cần thiết cho an ninh của Đài Loan. Tuy nhiên, Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ can thiệp vào những gì mà nước này coi là công việc nội bộ của họ. Trong khi đó, Đài Loan hôm thứ Bảy đã bày tỏ rằng họ rất hoan nghênh vụ mua bán vũ khí mới nhất và cảm ơn chính phủ Mỹ đã tiếp tục thực hiện các cam kết an ninh đối với Đài Loan. Argentina đang điều tra các trường hợp viêm phổi không rõ nguyên nhân đã khiến 3 người tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm thứ Sáu cho biết Argentina đã có 3 người tử vong và một số người khác đã phát triển bệnh viêm phổi mà không rõ nguyên nhân. Ông Tarik Jasevic, người phát ngôn của WHO cho biết các trường hợp viêm phổi được ghi nhận ở 8 nhân viên y tế và một bệnh nhân khác có liên quan đến một phòng khám tư nhân ở San Miguel de Tucumán. Trường hợp thứ 10 có liên quan đến cụm bệnh trên là một người đàn ông 81 tuổi với các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Ông đã phải nhập viện trong tình trạng nghiêm trọng và hiện đang phải thở máy. 3 trong số những trường hợp này đã tử vong, 3 người hiện đang nằm viện và 1 người đang được cách ly tại nhà trong tình trạng ổn định. Ông Jasevic nói và cho biết thêm rằng các mẫu xét nghiệm của các bệnh đã được phân tích để tìm COVID-19, cúm cũng như là hantavirus, nhưng tất cả đều cho kết quả âm tính và đang được phân tích thêm. Trong một bản tin, Bộ Y tế Quốc gia Argentina cho biết một số nhân viên chăm sóc sức khỏe và bệnh nhân thứ 9 đã bắt đầu có các triệu chứng trong khoảng thời gian từ ngày 18 đến ngày 22 tháng 8. Tổ chức Y tế Liên Mỹ cho biết trong một tuyên bố rằng những người thiệt mạng đã có vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Trong số những người tiếp xúc gần gũi của họ, hiện không có người nào đã phát triển các triệu chứng của bệnh. Tiến sĩ Jack Dunning,
một nhà nghiên cứu cấp cao về các bệnh nhiễm trùng mới nổi và bệnh truyền nhiễm có hậu quả cao tại Viện Khoa học Đại dịch thuộc Đại học Oxford cho biết, điều quan trọng là phải chờ đợi kết quả của các cuộc điều tra sức khỏe cộng đồng trước khi đưa ra kết luận, đồng thời cho rằng sự kiện này không có nghĩa là sự khởi đầu của một đại dịch mới. Hoa Kỳ cho biết hàng chục trẻ em di cư mất tích bí ẩn ở Houston. Các quan chức liên bang và địa phương đang cố gắng xác định vị trí của gần một chục trẻ em nhập cư không có người đi kèm. Sau khi cảnh sát Houston đã nêu quan ngại về tình trạng hàng chục trẻ em di cư được báo cáo mất tích ở thành phố bang Texas kể từ năm ngoái. Đầu mùa hè này, một thám tử cảnh sát Houston đã cảnh báo cho Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ, cơ quan HHS, sau khi phát hiện ra trường hợp được cho là giống với mô hình trẻ em di cư được báo cáo đã mất tích khỏi nhà của những người bảo trợ ở Mỹ. Cơ quan HHS là cơ quan liên bang giám sát việc giám sát và thả trẻ em sau khi chúng đi qua biên giới Mỹ-Mexico mà không có cha mẹ hoặc là người giám hộ hợp pháp. Vào tháng 8, văn phòng tị nạn HHS phát hiện ra rằng, kể từ cuối năm ngoái, 57 trẻ em nhập cư không có người đi kèm đã được báo cáo mất tích ở Houston. Trong số đó, có 9 trẻ em đã chạy trốn khỏi các trại tạm trú của HHS trong khu vực. Tính đến ngày 26 tháng 8 thì 46 trẻ em trong số đó đã được xác nhận là an toàn. Cho đến nay, các nhà chức trách nói rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào về nạn buôn bán lao động hoặc vì mục đích tình dục. Một số trẻ em mất tích được tìm thấy hiện đã 18 tuổi hoặc là lớn hơn. Trong khi các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng nào về nạn buôn bán trẻ em, họ đã phát hiện điều kiện làm việc bóc lột đối với một số người di cư sống trong khu vực. Và hãng thông tấn Reuters đã phát hiện ra các trường hợp trẻ em làm việc trong các cơ sở công nghiệp ở bang này. Quận Harris, bang Texas, nơi có thành phố Houston, là điểm đến số 1 cho trẻ vị thành niên, không có người đi kèm, với hơn 6.300 trẻ đã được thả từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022. Hơn 200.000 trẻ em vị thành niên không phải người Mexico đã bị bắt quả tang một mình đi qua biên giới kể từ khi Tổng thống Biden nhậm chức vào tháng 1 năm 2021. Liên quan đến thể thao, tay vợt Rafael Nadal gặp tai nạn hy hữu khiến anh ta đổ máu tại vòng 2 giải Mỹ mở rộng. Trong trận đấu với Fabio Fognini ở vòng 2 giải quần vợt Mỹ mở rộng, tay vợt Rafael Nadal đã gặp tai nạn hy hữu khi vô tình để cho cây vợt của anh đập trúng vào mũi. Cụ thể, sau cú đánh ở giữa set thứ tư, cây vợt trên tay Nadal đã văng ra, đập xuống mặt sân Arthur Ashe và đập ngược trở lại trúng vào mặt của anh. Tay vợt 36 tuổi đã lập tức buông vợt và ôm lấy mũi đang chảy máu. Anh đã phải nằm suốt tại khu vực ghế ngồi để các nhân viên y tế chăm sóc. Mặc dù vậy, Nadal vẫn giành chiến thắng 2-6, 6-4, 6-2, 6-1 trước tay vợt người Ý Fognini. Sau chiến thắng thì Nadal đã hồi phục khỏi chấn thương và nói rằng anh cảm thấy hơi đau một chút, tưởng rằng mình đã bị gãy mũi nhưng vẫn ổn. Chiến thắng đồng nghĩa với tay vợt người Tây Ban Nha sẽ đấu với Richard Gasquet ở vòng 3 giải Mỹ mở rộng. Nadal nổi tiếng với thành tích đối đầu tốt với tay vợt người Pháp khi anh đều giành tất cả chiến thắng trong 17 lần đối đầu của họ. Thưa quý vị, sau đây là phương pháp đơn giản giúp làm giảm lượng đường trong máu chỉ với 2 phút đi bộ mỗi ngày sau khi ăn. Trong nhiều thế kỷ, người dân ở vùng Địa Trung Hải đã duy trì thói quen đi bộ sau mỗi bữa ăn. Đi bộ được coi là nền tảng của chế độ ăn Địa Trung Hải lành mạnh, và nó có thể là một trong những lý do mà các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chế độ ăn Địa Trung Hải có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, mức cholesterol cao, bệnh tim mạch, đột quỵ và một số bệnh ung thư, đồng thời giúp xương chắc khỏe, cải thiện sức khỏe não bộ, ngăn ngừa chứng mất trí nhớ, trầm cảm và giúp giảm cân lành mạnh. Không chỉ dừng lại ở đó, một nghiên cứu mới trong năm 2022 được đăng trên tạp chí Sports Medicine có thể sẽ khiến bạn cân nhắc đến việc đi bộ sau bữa ăn. Theo nghiên cứu, việc đi bộ từ 2 đến 5 phút sau mỗi bữa ăn có thể làm giúp giảm lượng đường trong máu của bạn. Phân tích tổng hợp được công bố vào tháng 2 đã phân tích 7 nghiên cứu so sánh tác động của hoạt động ngồi, đứng và đi bộ lên lượng insulin và lượng đường trong máu của cơ thể. Những người trong nghiên cứu đã được yêu cầu đứng hoặc là đi bộ từ 2 đến 5 phút, cứ sau mỗi 20 đến 30 phút trong suốt cả ngày. Phân tích cho thấy, việc đứng thẳng sau khi ăn sẽ tốt hơn đến lượng đường trong máu của bạn thay vì ngồi ngay vào bàn làm việc hoặc là ngồi trên ghế, nhưng nó sẽ không giúp làm giảm insulin trong máu. Tuy nhiên, nếu một người đi bộ một quãng ngắn sau khi ăn, lượng đường trong máu của họ sẽ tăng và
và giảm dần dần, và mức insulin của họ sẽ ổn định hơn so với lúc đứng hoặc là ngồi. Các chuyên gia cho biết, việc giữ cho lượng đường trong máu không tăng đột biến rất tốt cho cơ thể, vì lượng đường lớn và giảm nhanh có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và bệnh tim mạch. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, lượng đường trong máu sẽ tăng vọt trong vòng 60 đến 90 phút sau khi ăn. Vì vậy, tốt nhất là bạn nên sớm di chuyển cơ thể ngay sau khi kết thúc bữa ăn của mình. Nguyên nhân là do cơ bắp cần glucose để hoạt động, nên việc vận động cơ thể sẽ giúp đào thải đường ra khỏi máu. Đó là lý do tại sao nhiều vận động viên chạy bộ lại cần nạp carbohydrate trước khi họ chạy marathon. Và theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Hoa Kỳ, những người hoạt động thể chất khoảng 150 phút mỗi tuần có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn 33% so với những người không hoạt động thể chất. Điều đó có nghĩa là nếu bạn đứng dậy và di chuyển chỉ 21,43 phút mỗi ngày trong tuần, bạn đã cắt giảm được 1/3 nguy cơ tử vong vì bất kỳ nguyên nhân nào. Và bản tin sức khỏe cũng đã kết thúc bản tin tối ngày 3 tháng 9 hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chúc quý vị và các bạn một cuối tuần kéo dài, vui vẻ và hạnh phúc bên người thân. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin tiếp theo.